Hello, xin chào cả nhà. Bắt đầu chương trình của mấy ổng đang đi hái đi hái dừa kiếm tiền buổi sáng cả nhà ơi. Tốt. Đó, đi, mình đi sau cả nhà. Mình để dừa dừng dừa bà bác sĩ nè cả nhà. Bà ở ngoài bệnh viện á. Rồi bà kêu mình lại nhà đi, rồi bà ở ngoài bệnh viện bà bấm cửa cho mình vô quá cả nhà, hay ghê không? Nào bà bật cửa rồi cho mình vô á. Xong mình vô xong bà đóng cửa lại chút bà về. Thấy không cả nhà? Không có ai á. Không có ai cả nhà, mở cửa là mình vô á. Bà kêu mà. Rồi. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi hái ở Phú Nhuận cả nhà, nhà bà bác sĩ. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cả nhà. Mấy cây này mấy cây dừa ta nè cả nhà. Mà trời nắng quá rét rồi không có nước, hồi đó cái mương này cả nhà là không có nước luôn á. Dừa sai ghê cả nhà, mà trái cũng nhỏ nè. Đây thì bà làm bác sĩ ở bên Đức, còn con thì làm bác sĩ bên Nguyễn Văn Chỉ. Hai bệnh viện đối diện với nhau cả nhà. Trời mưa này mũi quá chừng cả nhà. Dí mình quá trời luôn. Mấy cây dừa ta nữa. Biết nó nhỏ xíu vậy cả nhà. Rồi cái dừa xiêm cái nó nhỏ nữa. Yếu thôi. Mình là đa số bẻ dừa tạp nhạc đó cả nhà, mình không có chiên về cái dừa nào mình cũng mua. Tại ở Mỹ Thành An với Phú Nhuận này không có trồng chiên về gì cả nhà, có gì thì xài nấy ăn nấy, cho nên lúc nào mình cũng mua tùm lum vậy. Chỗ này khó đẩy xe rùa đó nha, ông Phúc phải giác kìa.
Cây này nè, cây dừa chùm, dừa dâu nè cả nhà. Nó bị lớn gì chứ nó nạo rồi nha cả nhà. Để dành cho bà chủ vườn mới uống. Sai ghê cả nhà. Và đẹp ghê. Tới là vàng hết rồi. Tới là vàng ở dưới kia thôi. Tới là vàng bỏ kia. Giờ gom dừa ra cả nhà. Gom ra rồi chút mình còn đi nữa. Chỗ hết không à, mấy con chim quá chừng luôn cả nhà. Mấy chim nãy đủ màu luôn cả nhà, đẹp ghê. Bài lung tung kêu ép ép quá chừng. Đúng rồi, con chim. Sáng nay quê mình trời chuyển mưa cả nhà, hôm qua mưa lớn quá. Chuyển mưa tranh thủ vẽ mấy cây dừa cao trước cả nhà ơi. Trời mưa cái bẹ nó bị bở đó cả nhà, gặp hoài dừa sai nữa. Thôi đừng kéo lên nữa, hết vậy rồi. Cây dừa mà hết dây luôn cả nhà, cao á. Con. Dạ. Làm bẻ hả? Ăn chay luôn hả? Ăn chay luôn hả? Ăn chay luôn hả? Ăn chay luôn hả? Rồi bông luôn. Thắng rồi. Tầm 4, tầm 6, tầm 8, tầm 10, tầm 10, tầm 10. Sáng sớm quê mình mù mưa vậy nè cả nhà. Tới thui luôn á cả nhà. Mưa hôm qua trận mưa lớn quá. Sáng nay còn dư âm lại mưa nữa. Nhà này nhà bác sĩ, bệnh viện Minh Đức đó, của Bến Tre cả nhà. Bả hay lắm. Mình đi hái dừa chứ toàn là bác sĩ, công an, cô giáo, dân làm việc không à, chủ tịch xã, phó chủ tịch. Yeah. Trồng mấy cây hoa dừa. Mấy cây dừa tam quan cả nhà. Bây giờ thì ở trong đó lùm quá thôi mình không vô. Bà đừng có đi làm tối ngày à. Tam quan màu vàng đẹp vậy chứ không ngon cả nhà, chưa lè chứ không ngon. Hey,
này quá nhiệt ơi. Đây cây cà na ra bông trở lại quá chừng luôn rồi cả nhà. Trồng vậy chứ đâu có ai ăn đâu cả nhà, chua quá chừng luôn. Gì nữa không? Ủi cả nhà, có chút xíu mà có trái rồi, trái cũng không lớn đâu cả nhà. Dân mình ham vậy thôi chứ không trồng chiên một thứ gì cho nên không có kinh tế gì cả nhà. Ở nhà thấy trồng nhiều sim, không phân, không gì, không chăm. Có chút chút vậy không rồi đó nha. Bán là đâu có tiền đâu. Nhiều sim phải trồng cho nó bự trái đẹp. Chiên, mình phải chiên một thứ gì. Vừa vừa không, bưởi bưởi không. Cái này trồng tùm lum hết trơn rồi, đâu có giá trị gì cả nha. Cây dừa cao. À, cây này cây dừa cao Nhật nó dành nó leo để ông quốc ổng còn mệt đó cả nhà, ổng còn thấy vậy chứ còn bệnh đó, cái cây thấp thấp để cho ổng leo. Tại mưa mình cũng ráng đi cho bà con có tiền chứ trời giờ chỉ mưa mù mịt hết cả nhà, để nó tụt giá ăn cái uổng. Nay trời mù mù quá, mình quay hơi tối, cả nhà thông cảm giùm mình nha. Vừa nước mặn rồi cái nó ảnh hưởng rồi cái sai trái nữa là nó chút chút không cả nhà. Không có tiền nhiều bằng cái trái dừa lớn, dừa chuẩn. Dừa lớn chuẩn còn giá lắm cả nhà. Đây quê mình á, ta trồng tùm lum, ta chăn nuôi tùm lum, ở trong đó nuôi gà, nuôi vịt, nuôi tùm lum hết cả nhà. Hái dừa ở quê mình cực lắm. Chúng phải chiên mấy chỗ kia, mấy huyện kia người ta trồng dừa không, có vô vẻ khỏe lắm. Chiều ngày hôm qua ở quê mình mưa giông cả nhà, gãi chuối trời. À, hành trình cuối ngày của mình rồi cả nhà, mình được đấm dừa gom gì dừa rồi cả nhà. Cuối clip mình xin tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau cả nhà. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình nha. Bye bye.